Đó, dòng sạc đang là 3A này, đúng thông số nhà sản xuất này. 5V 3A. Ok, đây. 5V 3A. Đây, rút ra này. Mất. Rồi, các bạn cùng xem chi tiết trong video nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Hôm nay vừa nhận cái đơn hàng bác khách ở trên Bắc Thạch ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Bác gửi hôm ngày 12 cho em. Đó, đây em vừa bóc ra đây. Đó, cái loa Bluetooth. Loa này dòng Xdobo. Đó, dòng Xdobo này. Loại này loại 80W nha. Đây, nhìn khủng khổ luôn. Hộp nữa đây. Đó, bác sử dụng một thời gian thì từ đêm hôm nay là không sử dụng được. Cắm sạc không nhận, không sạc, không lên nguồn. Thì cái dấu hiệu này khả năng là hư pin. Dòng loa này thì em ít khi làm, thường thì em hay sửa với lòng tròn mát nhiều. Nhưng cái dòng này em thấy cấu tạo thì nó cũng nái thằng tròn mát này. Đó, nó giống thằng tròn mát bản Pro này. Đó, mà này nó to hơn, làm thân to hơn, khá nặng nha. Cái này đến 1.8 kg này. Đó. Đây, vừa nhận được đây. Em test ra bên. Đây, thì nhận được thì tại loa là bật không lên này. Không lên này. Sẽ mở để sạc. Này, loa tem mác đầy đủ nha. Này. Loa khá mới, có này chắc mới mua. Dùng kỹ đấy. Đây sạc. Đây. Đây nhá, sẽ mở sạc đi. Dòng sạc này. Đó, cắm dòng sạc nữa thì nó có lên đèn đỏ đây này. Các bạn, lên đèn đỏ. Mà dòng thì không lên. Đó, dòng lại không lên nha. Bây giờ là trường hợp này thường là hư pin. Đó, bây giờ là em sẽ phẫu đây. Nhân tiện đây em cũng làm video chia sẻ các bác cách phẫu loa này. Đó, thì các bác cùng xem trong video nhé. Đây, trong này thì sau nghiên cứu thì nó sẽ bóc những cái cao su ra này. Đây, có những cao su này. Đó, cậy hết cái viên cao su ra. Dán keo hay mặt. Rồi, làm miếng cao su. Miếng. Ở đây nó sẽ có những con ốc đây này. Ốc này. Đó, mình sẽ phải cho vít vào đây. Vặn ra đây. Rồi, ok. Đây, đó, mạch nó đây. Khá hùng hố nha. Rồi sẽ đo cái này xem nào. Mình sẽ đậy lại cho nó khỏi bị dính bụi vào, khỏi bị keo vô. Đó, đậy tạm ra này. Rồi, hiện tại là không lên nguồn luôn. Nó biết dòng này nó dùng điện bao nhiêu vôn này. Dùng điện bao nhiêu vôn. Đây, dây nguồn ở đây. Thường mấy dòng loa kia thì sẽ là 7V4. Thì không biết dòng này nó là xài điện bao nhiêu. Thì để biết được điện nó bao nhiêu á, các bác cắm sạc vô. Cắm sạc vô đây. Cắm sạc vô. Đây, đèn đỏ lên này. Đây, đèn đỏ lên này. Đo hai đây. Ồ, nó có 4V6 à. À, 8V4. Dòng sạc 8V4. Vậy là cái này nó sử dụng sau 2 cell pin nha. Nó giống như dòng tròn mát này. Tức là 2 cell pin mắc nối tiếp với nhau. Nó sẽ là hoặc điện đầy là 8V4, còn điện ổn định nó sẽ là 7V2. À 7V4. Rồi, 8V2. Dòng sạc đang là 8V4 này. 8V4. Rồi, sẽ cấp nguồn cho nó để test thử nha. Đây các bác, em kiếm được cái rắc này. Này, giống rắc của loa. Rồi, sẽ cắm rồi. Cắm rồi. Rồi, anh cấp nguồn rồi. Nguồn sẽ chỉnh cái dòng này, này nó khoảng tầm 8V. 8V đi. Rồi. Ok, 8V. 8V đi, 7V9 được. Đỏ, đỏ, đen với đen. Rồi, bật nguồn thử.
nút này. Đây, trên mạch để chữ pole này. À ok, rồi, máy đã chạy. Dòng đang ngăn là 0.47W, 45W. Đây, hiện tại là chưa kết nối gì. Rồi, vậy là tình hình cái này là bị hư pin thôi nhé. Sẽ tiến hành tháo ra, để sẽ cắm sạc này. Cắm sạc. Rồi, cắm sạc thì cái này là máy cắm nguồn nên nó sẽ không nhận sạc. Nhưng mà sẽ ra điện vậy là ok đó. Rồi, ok. Rồi, sẽ bây giờ tháo ra để sửa tiếp. Ok. Đây. Cái rắc này của mic này, rút cái rắc mic ra này. Rắc micro này. Một cái này. Đây là hai cái rắc của hai loa này. Nó có ba loa. Rồi. Thì tháo cái mạch ra trước. Ok, cái mạch này khá đẹp nha. Nè, mạch này. Mạch này có vẻ làm nó đơn giản thôi. Có con mắt kép đóng mở này. Tụ này, 25V này. Đó, mạch đơn giản thôi. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành tiếp tục. Tháo tiếp cái phần đít này. Đó, đây còn tem này. Đít này. Bóc này này. Ở ngoài trời em đang mưa. Này Sài Gòn mưa quá. Mất tem luôn. Ok. Sau khi tháo được cái men ra này, tháo đít ra này. Nó thì tiếp tục ở đây nó sẽ có cái bọc này. Cái này giống như dòng tròn mát thì nó làm cái viền bằng sắt ấy, nhưng thằng này nó là viền nhựa. Nó là mấp ở đây. À, giờ sẽ phải cạy hai này lên. Khá cứng này. Cạy nhựa đây. Đây là gây đây. Quát mạnh ra cống của tôi biết hai cái bọc hai bên này. Rồi tiếp tục đến cái phần cái nhựa đây. Cái dòng này nó hai cái mấp này. Cậy cực kỳ khó luôn. Cậy mãi ra nên nó mấp nhựa nó mấp bốn quanh luôn. Đó, lần sau cái màng rung này trước đây. Ồ, cái này nó thiết kế y như dòng tròn mát bản 60W này. Có một loa bát ở giữa và trầm giữa hai loa tầm giá hai bên đây. Đó, đây loa giữa đây. Này hai loa hai bên này. Rồi ok, bây giờ tiến hành vặn ốc đây thôi. Đó, tháo là ra thôi. Đó, tiếp tục đây con bên. Đây các bạn, cái thiết kế kiểu này không khác gì con tròn mát đoạn 60W. Cái này 80W thì cái loa này nó là 40W này. Thì hai loa này là mỗi cái 20W này. Pin cũng để hai bên luôn. Rồi. Đó, thì cái pin làm cái loa tròn mát bản Pro thì em đã chia sẻ các bác biết. Tức là dòng này thường sẽ dùng hai cái là sẽ dùng hai cái mạch chung này. Đây, khẩu pin này. Các bác xem luôn này.
Bino. Ok, dòng này copy của bản John Mark rồi. Rồi, đây pin đây. Pin sẽ bóc ra xem pin của mình đi nhá. Rồi. Đây, pin đây. 2000 mAh, 2500 mAh. Tức là hai cục này là 10.000. Đó, 10.000 đấu song song với nhau. Đây, hai này đấu song song với nhau này. Đó, và nối tiếp qua bên đây. Đó, nối tiếp qua bên đây. Rồi, okay. Không, tức là đâu, hai cái bên đây là một cell này, hai bên đây một cell này. Đó, rồi đúng rồi, chính xác. Rồi, nối tiếp thành 744. Rồi, nó sẽ chung một cái mạch này, chung cái mạch này. Thì hiện tại em sẽ không dùng cái mạch này, nó mà em sẽ dùng cái mạch rời như này của em. Của em nó to, đây mạch em như mạch này nó to. Đó, to thì để này không được này, thì em sẽ phải để cái mạch xuống bên hông này và hàn. Thì pin ấy, thì em sẽ dùng pin cho bác. Pin hiện tại em đang có pin là pin Samsung 29E, dung lượng của nó sẽ đạt là 2900 mAh, nó sẽ hơn thằng pin này. Này, hơn pin này, pin này là 2500. Còn nếu mà các bác muốn pin như bình thường thì em cũng có pin đây. Pin giống loa nhưng mà em sử dụng nếu mà 2500 thì là pin Samsung 25R là 2500 mAh. Đó, 29E thì là 2900 mAh. Còn dung lượng cao hơn nữa thì nó có pin LG thì là 3500 mAh. Hoặc là Samsung 29E. Đây em có Samsung 29E. Đó, thì dung lượng 35E thì dung lượng là 3500 mAh. Đó, bác yêu cầu là hai Samsung 29E rồi em sẽ dùng pin này. Và em sẽ dùng mỗi bên là một mạch nha. Tức là hai cell pin sẽ em sẽ đấu song song nhau nhưng mà mạch riêng biệt. Nên là ví dụ như trường hợp là một cell này chết đi, một cục này là chết này, để bên đây này, cục này chết thì vẫn còn cell bên đây. Đó, còn cái này của bác là nó nấu tiết này, mình sẽ đo điện pin của bác xem này. Đây, như thế này. Đây. Đây, nối rồi tụt vôn luôn này. Đây, cái này còn 4/2 này. 4/2 11 mΩ. Rồi, cái này thế nào? Đây là chết xeo này. Cái này dấu hiệu bị sét này. Đó, nếu như có bị nước vào nó sét sét này. À, rồi xeo này chết luôn, không lên vôn luôn. Đó, nó chết cái xeo này đấy. Còn các bác ví dụ như thay mà dạng như thay thủ công ấy thì cứ vậy cái này thôi, tách cái dây này đấu và cặp này, nhưng mà em không, cũng tại vì khi mà mình ráp pin ấy là hai pin này là phải được cân bằng này, nên như em phải cân bằng cell pin lại nhau này và pin phải cùng dung lượng, cùng nội trở, thì khi mà đấu lại thì pin xài với bền. Đó, rồi bây giờ cái phần làm pin này em sẽ bỏ qua, sẽ làm thành phẩm để quay lại cho các bác xem nhá. Cái phần tròn mát, đoạn tròn mát lúc trước cũng đã làm rồi, em sẽ bỏ qua đoạn này để đỡ mất thời gian. Sẽ để pin như này, tại vì này nó chống này, cái này là ok này. Đó, để pin này, câu dây ra đây. Đó, mạch bảo vệ sẽ như này. Đó, đóng bên đây một mạch này. Đó, bên đây một mạch nữa này. Đó, đây là máy hàn siêu tụ em có quay trên video. Đó, máy sẽ test luôn cái máy này, cái cục pin này khá ngon luôn. Đó, đây là hai cục pin em vừa hàn xong. Đó, hàn như này, sẽ để vào đây như này, để đây như này. Đó, và đấu song song giữa hai cái này với nhau và lấy cái dây này của nó này đưa ra. Đây, sẽ hàn, tiếp tục hàn để cho nó vào. Ok,
hàng nối dây 2 dây nhau. Đó, mình sẽ giấu hàn như này. Ok, nó là truyền ra loa thôi. Đấy, thì làm sao phải dùng hai mạch như này thì trong quá trình ví dụ như pin này nó hư thì cục này vẫn còn. Đấy, vẫn có thể hát được. Nó không có bị ảnh hưởng. Còn thằng này nó chung một mạch là chết mạch này thì chẳng hạn là chết xeo. Còn thằng này là song song với nhau thì một trong hai cục pin bị hư đi, ví dụ bị hư là ok, không sao cả. Và bây giờ em sẽ cùng lấy cái màng qua nhiệt nữa. Sẽ có cái màng qua nhiệt đây. Đây. Bọc cái pin này lại. Bọc lại cái qua nhiệt lại. Quan nhiệt và lắp vào như này. Đó, khá đẹp nha, ok. Nặng ghê luôn cái loa này, kinh thôi. Đó, dây đi gọn qua đây. Đó. Bắt ốc này, cái này không cần phải dán keo. Đó, em vẫn làm giữ được nguyên bản. Đây, mạch này. Hai bên hai mạch, ok. Đó, pin này bỏ. Dây đưa ra. Rồi, sẽ tiến hành lắp nó lại. Đó, hít hít. Đó, cái lát chỗ này nó hở này, nó sẽ bắn một tí keo nhiệt rồi. Rồi, sẽ bắn ốc nó lại. Đó, và bắn keo lên đây. Đó, nó sẽ xịt cái màng này, chấm cái này cho nó khỏi bị rớt những xúc rắc này này. Rồi, cắm rắc pin rồi. Rồi, nguồn này, nguồn có cái cao su êm này. Ok, loa ngon lành. Rồi, đeo chẳng sạc. Lên đèn đỏ này. Nó dòng lên. Sạc khai này. Cái này nó nhận tí bắt đầu nó mới sạc nha. Dòng 2.6 pin này của em nó sắp đầy này. Thường này nó đã, cái này nó cho là dòng sạc là 3A này. Cái loa này dòng sạc là 3A và cái này là 2.7A này, 2.8 này. Rồi đây 2.8 này, chắc là cái dây. Đó, 2.8A. Khá ok. Đó, thấy không? Rồi, vậy là đúng chính xác nha. Hai cái mạch thì ok các bác nhá. Bao các bác sạc dòng cao. Mà cái này quan trọng là loa nó chỉ cho có vậy thôi. Đó, có lúc lên 2.9 này, cái dây này nó không không đúc này. Đó, 2.9 này. Đó, ok. Rồi, mang nguồn. Rồi, ok. Đó, bây giờ là muộn này, em sẽ cho nó sạc đầy. Rồi sẽ test nhạc cho các bác coi. Đây các bác, đó, sau khi sạc đầy này, giọng không không này. Đó, không sạc nữa này. Cắm vô này. Ok, không không. Đó. Giảm luôn, tức là pin pin nó ngắt rồi này, không sạc nữa rồi nhá. Rồi. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành test loa mang nguồn lên. Ok. Đây, sẽ vào Bluetooth tìm. Đây, nó lên luôn này. Đây, có hai cái này. 8 bộ đồ, cái này còn nhà để biết chắc chẳng xóm nhỉ em. X vào bộ 8X Bluetooth kết nối. Rồi, ok. Rồi sẽ mở nhạc của YouTube không bản quyền. À, thì thử test lại cái mic các thứ ở đây xem nào.
nhạc không bản quyền. Ok, có nói được nha. Nói nó có lên, có nhận mic rồi này, các thứ ok rồi này. Nhạc bản quyền thôi, còn những cái nhạc kia thì rất là hay nhưng mà không nhớ được. Tại vì bị dính bản quyền YouTube là tắt kênh ngay. Chỉ test qua cái thôi. Chờ các bạn xem. Đó, những cái nhạc rất là hay, nhiều nhạc rất là hay nhưng mà dính bản quyền là chắc. Chỉ một xíu vậy thôi. Chung là loa này thì nghe cực kỳ hay đó, 80W mà, nhá, nhỏ xíu 80W thì cũng cái phần pin đây, pin nó báo 100% này đó, ok nha. Rồi test ok xong hết thì chúng sẽ lại lắp rồi. Đây, cái này lắp vào thì đại hai bên này thôi đó, và đại lên trên này thôi là coi như xong đó. Rồi video cũng muốn làm chia sẻ với các bác có loa này thì có thể gửi em làm thay pin hoặc có thể làm theo video của em. Rồi, tiếp cho bác này. Tem bảo hành 15 tháng 7 năm 2023 này. Đó. Thì ok. Rồi tiến hành lắp rồi. Chia sẻ các bác cách tháo loa thay pin cái loa Xdobo này. À, rồi đã test ok hết rồi. Đã chuẩn bị gói và thùng lại gửi lại cho bác. Ở trên Đà Lạt thì em thành phố Hồ Chí Minh gửi lên thì hôm nay gửi là ngày mai bác nhận được. Rồi bác nào có loa có thể gửi cho em nhé. Làm sửa hoặc là có thể là em làm pin sẵn thì gửi lên để bác tự về thay giống như trong video. Rồi video thì kết thúc đây. Một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã qua video này. Nếu thấy hay thì chia sẻ người thân bạn bè cùng xem và đăng ký kênh sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video tiếp theo.